Chào các bạn, mình đang có mặt tại nhà vườn Đạt Nhung để bán cây giống chất lượng. Bên mình hay bán các loại giống cây trồng, tuy nhiên các loại hạt giống là cũng bán thường xuyên nhưng mà ít đăng bài thôi. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một giống ngô mới, đó là hạt giống ngô bắp ngọt La F1 Go 99. Đây là giống mà chất lượng tốt, năng suất thì cao. Quý vị và các bạn có nhu cầu trồng thì liên hệ với bên mình. Bên mình bán từ một gói này là một lạng. Đó, 150.000 một gói một lạng các bạn nhé. Nhận ship bưu điện trên toàn quốc. Nếu mà các tỉnh phía Bắc thì là 180.000 bao cước, còn các tỉnh phía Nam thì là 200.000 bao ship một gói này. Đấy là mua lẻ, còn mua theo cả ký thì sẽ rẻ hơn mọi người nhé. Ai có nhu cầu mua thì xin liên hệ đến trực tiếp nhà vườn Đạt Nhung, có địa chỉ tại khu nhân giống 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, hoặc là nhắn tin Zalo ở các cái số điện thoại mà mình đăng ở bên dưới bài đăng. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.